Trong báo cáo mới công bố, Ngân hàng Thế giới World Bank dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo đạt 5,3% trong năm 2022 và sau đó sẽ ổn định lại quanh mức 6,5%. Dự báo tăng trưởng 5,3% được World Bank căn cứ theo kịch bản các biện pháp hạn chế đi lại được nới lỏng cả trong và ngoài nước. Lĩnh vực dịch vụ được kỳ vọng sẽ phục hồi từng bước và du lịch khách quốc tế dự kiến sẽ được khôi phục dần từ giữa năm 2022. Tuy nhiên, World Bank đánh giá những triển vọng này còn phải đối mặt với những rủi ro tiêu cực đang gia tăng. Đồng thời nhận định, trường hợp có thêm các cú sốc khác có thể dẫn đến kịch bản xấu là tăng trưởng GDP chỉ đạt 4% trong năm 2022, phục hồi lại 6% và 6,5% lần lượt vào các năm 2023 và 2024.